Xin chào tất cả mọi người, chào tất cả anh chị em, cô dì, chú bác đã đến với kênh của Vườn Lan Trường Sơn. Thì hôm nay cũng là cái thời điểm mà cây năm cánh trắng Phú Thọ nở rất là nhiều tại vườn em nhé. Như anh chị em nhìn thấy đây rồi. Loài lan mà lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của những người thích đầu tư vào cái kênh phong lan rừng. Đấy. Đến thời điểm này thì nó rất là rẻ. Thì mới được chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của những cây năm cánh trắng Phú Thọ này. Đấy, ngoài ra thì có những cái cây màu tím như anh chị em nhìn thấy đây. Đấy, cây màu tím lan rừng nhé. Ngày trước thì một cái chậu và một cái ki tím như này là cũng nói chung là cũng khơ khớ tiền đấy ạ. Nhưng mà thôi, trước mắt thì cứ phải ngắm cái cây năm cánh trắng Phú Thọ trước. Thì trong bài viết ngày hôm nay thì em cũng sẽ chia sẻ cho anh chị em một số cái phòng bệnh về thời điểm mùa mưa. Hiện tại thì Lai Châu đang mưa rất là nhiều, với cái thời tiết ẩm, độ ẩm lên tới 90%. Anh chị em biết là nó rất là ẩm. Và hiện tại thì về kỹ thuật chăm lan của em thì cũng là khá là ổn định. Nhưng mà với 2.000 ngọn, gần 2.000 giò kèn, 2.000 chậu kèn thì hiện tại đang chết 30 chậu rồi. Lý do là mặc dù em đã phòng chống rất là ok rồi, nhưng mà thực sự rằng là cũng không thể lường trước được với cái độ ẩm môi trường nó quá khắc nghiệt. Nắng nóng thì nó khô hạn rồi khủng khiếp luôn. Thế nhưng mà mưa xuống thì độ ẩm môi trường nó thực sự rằng là rất khó có thể chống chọi được. Cho nên là bắt buộc vẫn phải có chấp nhận là cái sự tổn hao. Đấy, nhưng sẽ cố gắng là hạn chế nhất. Thì hôm nay em cũng chia sẻ cho anh chị em một cái thuốc để cho anh chị em có thể phòng chống tốt hơn cho cái bệnh chống nối thối nhũn. Thì ngoài cái Avin hôm trước em có chia sẻ cho mọi người, thì nếu anh chị em nào ít hoặc là chúng ta có thể dùng cái thuốc này, Kikibun này, 72WP này. Đấy, vì cái này nó thực sự anh em là nói chung là nó cũng ít độc thôi, vì cái mác xanh này là mác ít độc. Theo em đi thấy mọi người nói vậy thì cũng hay dùng. Với cái chống thối thì hàng ngày em vẫn cứ là một tháng là gần như là 1-2 lần. Đấy, nhưng mà hiện tại thì em chỉ phòng chống những cái cây nào mà nó hay nó chủ đạo thôi. Ví dụ nó hay bị thối chẳng hạn, rất hay tổn thương chẳng hạn, thì em chống thối cho những cái cây đấy. Đầu tiên nó là cây phi điệp, thứ hai nó là cây hoàng thảo kèn Lai Châu. Đấy. Thì đến năm nay thì hiện tại này đến giờ này rất là may mắn là chỉ có một vài cái chậu nó bị bệnh. Đấy, như cái chậu này. Hiện tại đây là nó còn dẹp, nó cắn cũng đang có hiện tượng là bị thối. Đấy, nhưng mà em đã vừa mới phun thuốc phòng xong. Đây, thuốc nó sẽ có màu xanh xanh như thế này. Thì nó sẽ bao phủ tốt. Và phủ tốt cho cái cây hoa lan. Và một cái đặc điểm nữa là cũng xin chia sẻ với anh chị em rằng là chúng ta nên hạn chế về cái phân bón lá vào cái thời điểm này. Theo em là em cũng học và hỏi qua kinh nghiệm một số anh em khác thôi, chứ còn phân bón lá là nhà em lại không dùng. Đa phần em dùng phân bón gốc và tưới nước ok cái là được. Đấy, như vậy là nó sẽ ổn. Và một cách hiệu quả nữa em sẽ chia sẻ cho anh chị em. À, như vậy thì trước khi đến cái phần mà chia sẻ tiếp về cái phần chống thối cho cây, thì em cũng mời mọi người ngắm cái cây phi điệp tím của em. Hiện tại thì đây là một cây phi điệp tím rừng. Đấy. Hàng này là của Lai Châu anh chị em nhé. Không biết là hoa nó như nào, tức là không biết là lấy ở vùng nào, nhưng mà cánh nó bầu như này này. Đấy. Và cái chậu này thì cũng khá là đẹp. Đấy, hôm trước em thấy nó nở hoa thích quá, mà thơm ngát luôn. Nói chung là về mặt phi điệp thì nó đa dạng mặt bông và nó rất là đẹp, cho nên là em cứ hay tiếc, không gần như là không vứt đi giò nào cả, trừ khi nó chết thôi. Đấy. Thế là một cái chậu như thế này thì chúng ta đặt ở bàn, chúng treo ở vườn, lúc nào hoa nó rực rỡ mà hoa nó rất là lâu tàn, mà có một cái mùi thơm rất là dễ chịu. Đấy. Nên là vẫn là cái cốt lõi thì vẫn là sự đam mê về hoa lan. Đấy, có những thời thì để mà có một chậu phi điệp như này thì rất là khó, đúng không ạ? Thế nhưng đến bây giờ thì
không phải là có điều kiện thì mới chơi được, mà đến bây giờ là cái thời điểm này là hoa lan nó rất là rẻ, giá cả hợp lý, quốc dân. Đấy, chúng ta có thể trồng những chậu hoa này, nhìn nó sum xuê rồi là ki kiếc nó ra ầm 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 này, nhìn nó rất là thích. Và cái sức sống của hoa lan thì anh chị em biết rồi, nó phát triển rất là khỏe, rất là mạnh. Đấy, cho nên là chính vì thế nên là càng ngày càng có nhiều người thích chơi và đam mê hoa lan thực sự. Đấy, một giò lan chỉ khoảng vài trăm nghìn thôi, có thể lên đến vài triệu, 6-7 triệu chẳng hạn. Thì là với tầng lớp mà quốc dân mà đam mê thì chúng ta chơi được, chơi bình thường đúng không ạ? Đấy. Thì ngoài ra thì cũng có rất là nhiều anh chị em hỏi chăm sóc hoàng thảo đơn cam thế nào. Nó thực sự với anh chị em, cô dì, chú bác rằng là vườn lan Trường Sơn thì chả có cái gì gọi là chăm sóc cả. Nó chỉ đơn giản nhất là trồng được rồi, và cây nó phát triển rồi thì nó cứ thế nó phát triển thôi. Anh chị em nhìn đây này, thì em cũng trong cái video này em cũng giới thiệu qua cho anh chị em là gần như tất cả những cái chậu đơn cam này là những cái cây nhỏ. Em nếu như mọi người trồng thì chắc chắn là muốn bỏ nó đi, nhưng em thì lại cứ tiếc và trồng vào đây. Thì những cái đơn cam này thì em đầu tiên là em cho những cái vỏ thông nhỏ, kèm nữa là những cái rêu chine trộn lẫn vào với nhau, xong rồi trồng một cái máng như thế này. Đấy, hiện tại thì em cứ nhìn để nhìn thấy cái phần mà nó ẩm ẩm này là em sẽ không tưới nữa nhé anh chị em, không tưới nữa, cảm thấy nó hơi khô khô thì em tưới thôi. Đặc điểm của cây đơn cam trồng vào chậu nó rất là khỏe, phát triển rất là ok so với những cái dòng khác. Đấy, anh chị em nhìn thấy đây rồi. Đấy, bởi vì đơn cam nó là một dòng quý hiếm, khẳng định với anh chị em rằng là rất ít người có thể trồng được nhiều số lượng nhiều để chia sẻ. Đa phần là mọi người về nó trồng xong là nó chết. Chết thì xong nói là anh chị em lại mua cây khác. Đấy. Rất ít người trồng thuần. Với bản thân của vườn lan Trường Sơn thì cũng mong muốn là mọi người có bỏ qua một cái giai đoạn. Một cái giai đoạn đấy là cái giai đoạn chăm sóc cây để cho cây phát triển. Thì cái giai đoạn đấy là giai đoạn khó khăn nhất. Cho nên em đã trồng thuần và sau đó mới chia sẻ cho mọi người vì lý do là như vậy. Và có những người, có những anh chị em chắc chắn là rất là khó chịu với cái cách mà em chia sẻ. Bởi vì là nó đang có hoa, em chia sẻ cho mọi người về thì mọi người về trồng mà nó không thành thì mọi người lại trách là khó chăm. Đấy, thôi thì thà rằng em cứ trồng thuần hẳn đi, sau đó là chia sẻ cho anh chị em. Thì anh chị em về mà chẳng may sơ sẩy nó chết hoặc là nó không phát triển được, thì đấy vẫn là một cái cơ hội hơn cho anh chị em. Chị em cũng ít bán hàng mới trồng cho mọi người, và nên là có nhiều anh chị em là cũng có nhã ý là lấy khi trồng thuần rồi thì đương nhiên anh chị em sẽ có một cái cơ hội để phát triển cây. Thế cho nên là em chia sẻ là như vậy, đó là bằng cái sự đam mê ít ra là để cho anh chị em có được những cái giò lan đẹp độc và lạ. Đấy, đặc biệt nữa là những cái dòng khó tính chúng ta chinh phục được, cảm thấy rất là hay, rất là yêu quý, đúng không ạ? Về cái giò lan mà mình đã trồng và chăm sóc. Vậy thì tiếp tục là em sẽ chia sẻ cho anh chị em một số cái kinh nghiệm nữa về cái dòng hoàng thảo đùi gà, là một trong những dòng rất khoai và rất hay chết. Vâng, thưa quý anh chị em, cô dì, chú bác, em đang có mặt ở bên cái vườn lan số 2 của nhà em, ngay sát nhà thôi. Thì đây là những cái dòng đùi gà em đã trồng thuần, năm nay là năm thứ tư nhé. Mọi người nhìn đây. Đấy, có những cây phát triển rất là ok. Và bộ rễ thì nó đã quấn hết xung quanh đây rồi. Lẽ vài hôm nữa là em sẽ phải thay chậu, cho chậu mới nó thoáng hơn như thế này. Thì khi mà giò lan nó ra, cái bộ rễ nó thoáng thì cây nó phát triển sẽ ok hơn. Và nó sẽ không bị bí rễ, anh chị em nhé. Đấy. Rất là đẹp. Và chắc chắn là phải thay chậu rồi. Nó quấn hết rễ vào đây rồi. Cho nên là những cái chậu như này thì anh chị em cũng nên thay chậu đi. Ví dụ nhà anh chị em có thì chúng ta thay đi. Cái chậu nhựa này nó có cái đặc điểm là khi mới. Mới thì nó rất là thuận lợi. Bởi vì là mới là... Chậu nó mới thuận lợi là vì lý do là... Khi mà cây nó mới thì nó giữ ẩm rất tốt. Và khi đã ổn định rễ rồi thì chúng ta nên thay chậu. Đấy. Như vậy thì nó sẽ ổn định hơn và ngon nghẻ hơn rất là nhiều. Đây này, bộ rễ khi mà nó ổn định nó như này. Nó cứ bám ra xung quanh như này.
thì rất là ổn nhé anh chị em nhé, rất đẹp luôn đấy. Đấy, phải nói là cực kỳ là đẹp. Đấy, khi chúng ta thay chậu thì đương nhiên là nó sẽ phát triển khỏe hơn. Và có một điều nữa mà muốn chia sẻ cho anh chị em ở đây, đó là những cái dòng đùi gà này thì có một cái đặc điểm rất là tiếc thực sự với anh chị em rằng là đây, em cũng chia sẻ luôn cho anh chị em. Tại sao nói là có nhiều anh chị em mua hàng nói sao ông lại bán đắt thế? Đấy. Thế nhưng thực tế anh chị em nhìn đây, lá trên rất đẹp nhưng bộ gốc đã đi rồi, đã hỏng rồi nhé. Thì cái này thì nó thật sự với anh chị em rằng nó đã bị rồi thì không có cách nào chữa đâu ạ. Thế chỉ bằng là chúng ta hãy bỏ nó đi, cho vào thùng rác, không tiếc nữa. Và chúng ta chăm sóc cái chậu khác, rút kinh nghiệm. Đấy, ví dụ đây là cái trường hợp này là do em tưới bị đậm quá, cho nên là nó ủ bệnh, sau đó nó hỏng. Còn nếu nữa chúng ta cảm thấy tiếc thì chúng ta có thể cắt đến đây, chúng ta ươm ki. Đấy, thì chắc chắn là những cái chậu này thì em sẽ không vứt hết, em sẽ cắt lại những cái phần mà như này để em ươm ki ra, cây nó sẽ vẫn phát triển. Thì đấy là cái chia sẻ cho anh chị em. Thực sự rằng là cũng rất là cảm ơn mọi người, cảm ơn tất cả anh chị em, cô dì, chú bác đã thường xuyên theo dõi kênh của Vườn Lan. Đấy. Em thì vẫn có tất cả những dòng hoa lan trồng thuần để chia sẻ cho mọi người. Nếu anh chị em nào cảm muốn sưu tầm thì cứ liên hệ trực tiếp. Đấy. Thì cái đùi gà này, rồi tất cả những dòng tóc tiên, hương dừa, những cái dòng mà anh chị em ít trồng, những chỗ khác ít trồng, thì em sẽ chia sẻ cho anh chị em. Rất là cảm ơn mọi người nhé. Thì mong rằng là mọi người sẽ ủng hộ kênh của Vườn Lan Trường Sơn nhiều hơn nữa, để cho Vườn Lan Trường Sơn có độ phát triển. Thứ nhất là về giống loài đa dạng, để chia sẻ được cho nhiều anh chị em sưu tầm. Hai là chia sẻ những cái kinh nghiệm, học hỏi, trao đổi những cái kinh nghiệm đã từng trải qua trong cái thời gian rất là lâu, lên tới năm nay là 27 năm chơi lan. Thì cũng mong rằng sẽ gắn kết được nhiều anh chị em trên mọi miền Tổ quốc, để có được những cái kinh nghiệm trồng hoa lan phát triển tốt, và gắn kết cái niềm đam mê của mình cho nhiều anh em khác trên mọi miền Tổ quốc. Và có một dịp nào đó nếu anh chị em lên đến Lai Châu thì cứ thông tin cho em qua số điện thoại là 0987 829 002. Mời anh chị em, cô dì, chú bác và gia đình ghé qua vườn lan, ngắm những cái giỏ hoa lan rừng ở tại vườn, trồng thuần, kể cả những cái loài rất là khó tính nhưng mà em vẫn có để có thể chia sẻ cho anh chị em. Vâng, video cũng xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em, cô dì, chú bác ở những clip tiếp theo ạ.